Lớp vẽ OS cùng vẽ ước mơ. Xin chào các bạn, mình là Thanh đến từ lớp vẽ OS. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuốt bút chì. Đầu tiên thì các bạn sẽ có một số loại bút chì khác nhau chúng ta cần phải lựa chọn để bắt đầu môn vẽ chì hoặc là vẽ hình họa. Thì như các bạn cũng biết thì trên thị trường sẽ có rất là nhiều loại. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn học luyện thi kiến trúc hoặc là các bạn bắt đầu học vẽ mỹ thuật thì mình cũng xin khuyên các bạn là chúng ta sẽ chọn ba loại chính. Loại thứ nhất là bút chì có dầu. Thì thường chúng ta sẽ lựa chọn là bút chì của Staedtler của Đức. Thì thường là bút chì màu xanh như thế này nha các bạn. Các bạn lưu ý là nếu mà bút chì thật á, thì cái mã vạch này nó sẽ in rõ và chúng ta sờ lên thì nó sẽ cảm giác lồi lõm 3D. Còn hàng giả thì nó chỉ là in mực lên thôi. Cái loại thứ hai cũng là loại có dầu, nhưng mà các bạn sẽ sử dụng vẽ phác thảo là chủ yếu hoặc là vẽ ký họa. Thì loại này nó sẽ mềm và hơi đậm hơn Staedtler một chút, là bút chì Kunlin của Nhật. Thì bút chì này thì giá nó sẽ rất là mềm. Loại thứ ba là mình hay sử dụng đó là bút chì không dầu, là bút chì cao H của Tiệp Khắc. Thì loại này thì nó sẽ hơi cứng hơn một chút xíu, nhưng mà nó sẽ phù hợp cho các bạn vẽ tượng hoặc là vẽ ghi hoặc là vẽ ký họa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị một dao rọc giấy. Thì các bạn có thể chọn dao rọc giấy 40 độ, 30 độ đều được. Tuy nhiên là cái phần lưỡi dao nó phải sắc, thì các bạn nên chọn những cái hãng nó tốt một xíu. Hoặc là các bạn có thể chọn dao rọc giấy cỡ lớn, thì lúc đó mình cầm nó sẽ dễ hơn. Chúng ta cũng không quên chuẩn bị một vài cây bút chì. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cả ba loại là bút chì có dầu và không có dầu. Và các loại bút chì có 2B, HB có, 4B có, 6B có. Để chúng ta sẽ thử các cái loại gỗ khác nhau và cũng như là các cái đầu bút chì khác nhau. Nó sẽ khác nhau thì như thế nào nhé. Đây không hấp dẫn lắm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào gò bút chì nhé các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng tay thuận. Nhớ các bạn có tay phải là tay thuận, là cái tay mà chúng ta thường hay cầm bút hoặc là cầm dao. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách mình cầm bút. Thì thường mình sẽ sử dụng hai ngón tay mình cầm lên như thế này, gồm có ngón trỏ và ngón cái. Tiếp theo chúng ta sẽ mở rộng gang bàn tay và đặt cây bút chì vào ngón út. Và sử dụng ngón út mình siết lại như thế này. Hai ngón giữa chúng ta sẽ thả lỏng nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng ngón trỏ để chịu lực chính, và ngón cái sẽ là truyền lực chính. Trước khi chúng ta sử dụng dao để chuốt cây bút chì thực tế thì chúng ta sẽ có thể mình đi nhẹ trước như thế này cho quen cái tay. Ở đây thì mình sẽ chỉ các bạn một cái mẹo là mình tránh là mình sẽ bóp quá siết chặt. Mình nên mở rộng cái gang bàn tay ra. Thì lúc này á, cái tay trái của mình á, cái ngón cái mình sẽ di chuyển từ phía dưới lên đầu cái bút chì như thế này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái lưỡi dao vào trong này. Lúc mình sử dụng dao thì các bạn nên cẩn thận nha. Ở đây thì mình cũng sẽ sử dụng hai ngón tay để kẹp cái thân dao lại. Và mình cũng siết chặt cái đuôi dao này, cái cán dao này bằng ngón út. Và phía bên này thì chúng ta sẽ đặt cái lưỡi dao lên trên thân cây bút chì. Để thuận tiện thì chúng ta sẽ lướt nhẹ một vài lần để cho quen với cái góc bằng với cái góc của cái thân bút chì luôn. Và sau đó chúng ta, khi chúng ta cảm thấy quen rồi á, chúng ta sẽ nghiêng nhẹ cái bút chì một góc nhỏ. Và lúc này thì cái bút chì nó sẽ bám vào. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng dao đặt lên thân cây bút chì
sử dụng ngón cái của tay trái đặt lên đầu của phần cán dao và chúng ta sẽ di chuyển nhẹ nhàng. Chúng ta di chuyển thử thôi để xem cái việc mà di chuyển này có hiệu quả hay không, có thuận lợi hay không. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ luôn mở ra, rộng ra bàn tay để khi mà chúng ta di chuyển á, cái phần ngón tay cái này nè, nó sẽ đi lên đầu cái bút chì một cách dễ dàng. Rồi nếu chúng ta siết chặt lại như thế này thì nó sẽ hơi khó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt như thế này và di chuyển lên, di chuyển xuống một vài lần cho quen tay. Thì sau đó để bắt đầu chuốt thì chúng ta sẽ hơi nghiêng cái... Và sau đó để bắt đầu chuốt thì chúng ta sẽ nghiêng cái dao lại một cái góc nhỏ và chúng ta sẽ đẩy lên. Đây. Rất là nhẹ nhàng nha các bạn. Nếu các bạn làm đúng thì rất là nhẹ nhàng. Chúng ta nghiêng góc càng lớn thì nó sẽ càng bám sâu vào trong. Với cách chuốt bút chì này thì chúng ta sẽ có một cái điểm lợi là các bạn có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nếu cảm thấy nó bị lỗi thì chúng ta sẽ thay đổi hướng và để cái dao phía ngoài. Nó sẽ hạn chế được trường hợp là các bạn chuốt tự nhiên như thế này, một cách tự nhiên như thế này. Thì chúng ta sẽ không quản lý được cái phần lực tác dụng. Chính vì vậy nên cái phần đầu bút chì này nó sẽ có chỗ là quá sâu hoặc là quá cạn. Tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục phần chú chì này cho đến hết. Lưu ý là có thể là chúng ta sẽ áp vào những cái cạnh của cái bút chì, cái phần gỗ này. Đấy, thế này. Đối với phần chú chì này thì các bạn lúc mới học chúng ta cần chuốt khoảng 3 cm. Nếu mà học lâu rồi thì chúng ta có thể chuốt dài hơn hoặc là tùy theo nhu cầu. Yêu cầu của phần chuốt này thì nó phải thuôn đều nha các bạn. Nên chúng ta phải xoay đi xoay lại để chỉnh cái phần gỗ. Một phần cho cái phần gỗ được chuốt đều. Các bạn chỉnh cái phần này cho đều đặn lại nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuốt phần ruột bút chì. Đối với phần ruột thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất thì chúng ta sẽ đặt lên chính cái ngón tay trỏ của mình để mình chuốt. Cách thứ hai là chúng ta sẽ tìm một cái mặt phẳng như là mặt bàn hoặc là cạnh của cái sọt rác đó. Chúng ta sẽ chuốt trên cái cạnh đó. Bây giờ đối với cách thứ nhất đó, thì chúng ta sẽ để cái ruột bút chì ở giữa ngón tay và bằng với đầu ngón tay trỏ. Và lúc này cái dao thì chúng ta vừa tác dụng lực và vừa giữ hướng. Chính vì vậy chúng ta sẽ giữ đều và giữ chắc cái hướng của cái dao. Đầu tiên thì các bạn cũng nên lia nhẹ một vài cái để cho quen tay trước nha. Các bạn mới làm thì cái gì nó cũng phải từ từ và hết sức cẩn thận. Ở đây nếu các bạn để lệch qua một chút xíu thì có thể bị đứt tay. Nên là các bạn chú ý chúng ta sẽ để ở giữa ngón tay và chúng ta chú ý là không có đè quá mạnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đẩy cái bút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đẩy cao xuống phía dưới. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đẩy dứt khoát xuống như vậy này. Chúng ta sẽ đẩy dứt khoát như thế này. À. Giữ đều vận tốc và dứt khoát. Các bạn hạn chế là chúng ta để cái đầu này chúng ta để quá nhẹ hoặc là kiểu như là khều khều như thế này. Và lúc sau là cái đầu này nó sẽ to ra. Thì nó sẽ không đảm bảo được là thuôn đều và nhọn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục. Các bạn di chuyển đều đặn nhẹ nhàng và vừa làm thì ngón cái của chúng ta vừa xoay cái bút chì. Đấy. Rồi, nhắc lại lần cuối là các bạn lưu ý chúng ta sẽ dứt khoát. Di chuyển cái dao đi xuống dứt khoát như thế này, dứt khoát. Đó. Rồi. Sau khi chuốt xong thì chúng ta nhớ rút dao lại để giữ an toàn. Các bạn lưu ý sau khi chúng ta chuốt bút chì thì chúng ta cần quan sát cái yêu cầu. Thứ nhất là phần ruột bút chì phải được chuốt thẳng và nhọn. Có thể là nó sẽ có một số cạnh, góc cạnh ở phía này vẫn tốt. Đối với phần gỗ
thì vẫn thuôn đều và các cái cạnh thẳng. Thì các bạn có thể tham khảo ha. Vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn chuốt một cây bút chì Kulin. Đây là một loại bút chì mềm. Tiếp theo thì để minh họa cho các bạn, chúng ta có thể chuốt thêm một cây bút chì nữa. Đó là cây bút chì cao H. Đây là bút chì tương đối là cứng một chút. Cái gỗ này sẽ cứng hơn một tí. Thì tương tự như lúc nãy, chúng ta sẽ cầm bút chì ở tay bên trái và dao ở tay thuận là tay bên phải. Các bạn đặt lưỡi dao vào thân cái bút chì, đặt ngón cái vào đầu của cán dao. Ngón út chúng ta siết cái bút chì, hai ngón giữa thả lỏng. Ngón trỏ đỡ lấy lực và ngón cái là sử dụng lực để truyền xuống cái dao. Chúng ta sẽ đi nhẹ một vài lớp như thế này. Sau đó nghiêng cái dao và bắt đầu chuốt vào thân cái bút chì. Khi đã quen rồi, các bạn lưu ý chúng ta sẽ giữ cái hướng của cái dao đều đặn. Chúng ta không nhấc bổng cái dao lên theo đường cong như thế này. Theo cái quán tính, chúng ta phải giữ thẳng đều. Cái mẹo là chúng ta sẽ siết chặt bằng ngón út và giữ bằng hai ngón tay. Hoặc chúng ta sẽ tựa cánh tay lên bàn. Chúng ta giữ thẳng cái lưỡi dao thì để cho sản phẩm của chúng ta, cái phần thân cái bút chì sẽ được chuốt một cách đều đặn và thẳng. Tương tự như lúc nãy, chúng ta sẽ chuốt khoảng 3 đến 5 cm cho phần gỗ này nha. Lúc sắp kết thúc thì chúng ta có thể để gần lại để chuốt những cái phần đầu cái bút chì cho nó bằng nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuốt phần ruột bút chì. Cái bút chì sẽ bằng với đầu của ngón trỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ giữ chắc cái dao ở bên tay phải. Và lúc này cái dao sẽ vừa giữ hướng và vừa truyền lực. Các bạn đặt vào, mình đi một vài đường để cho quen tay. Sau đó chúng ta sẽ nghiêng nhẹ cái góc của dao để bám vào trong cái ruột bút chì. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đi hết cái phần ruột bút chì và đi ra ngoài một cách dứt khoát. Chúng ta không có khều khều như thế này thì nó sẽ không hiệu quả và sẽ để lại cái đầu to phía ngoài cùng. Rồi chúng ta sẽ đi dứt khoát. Do bút chì này là bút chì không dầu, nó có thể nó sẽ hơi cứng, nên các bạn chuốt từ từ từng lớp một. Chúng ta cũng không nên chuốt quá tròn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuốt ruột bút chì theo cách thứ hai, là chúng ta sẽ sử dụng một mặt phẳng để tựa vào. Chúng ta sẽ đặt cái ngòi bút chì vuông góc với lại mặt phẳng, như là mặt bàn hoặc là tấm bảng hoặc là trên đầu của vành của sọt rác chẳng hạn. Lúc này thì tay của chúng ta sẽ sử dụng dao, cũng sử dụng hai ngón là ngón trỏ và ngón cái để kẹp cái dao, và ngón út để siết cái cán dao lại. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái lưỡi dao ngắn lại một tí xíu. Lúc này chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới, giữ nguyên cái hướng của cái dao. Tay phải thì chúng ta sẽ truyền lực cho dao và giữ hướng. Tay trái chúng ta sẽ dùng ngón cái để quay cái bút chì. Cứ mỗi lần chút được một lớp thì chúng ta sẽ quay một đoạn nhỏ. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ để cái mũi dao gần cái bút chì để khoảng cách nó không bị xa nhau. Thì chúng ta sẽ gọt được chính xác tới đầu của cái ruột bút chì. Và cuối cùng nếu mà để vuốt đều thì chúng ta sẽ lia nhẹ như thế này. Chúng ta lia nhẹ như thế này để cho cái phần thân này nó được thẳng hơn. Vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách gọt bút chì. Chúng ta thường suy nghĩ là chúng ta có thể gọt bút chì bằng đồ chuốt. Tuy nhiên là đối với người học vẽ, đặc biệt là các bạn vẽ kiến trúc hoặc là các bạn sinh viên mỹ thuật, thì
rất ít sử dụng đồ chuốt và chúng ta sẽ sử dụng dao để chuốt bút chì. Nó có một số lợi ích như sau. Thứ nhất là cái phần ngòi bút chì nó sẽ dài và chúng ta sẽ đỡ phải chuốt nhiều lần. Thứ hai là khi chúng ta chuốt đúng cách thì cái phần thân bút chì nó sẽ thuôn đều, nó sẽ thuận lợi cho cái vấn đề chúng ta đo vẽ. Lúc chúng ta sẽ đo như thế này thì nó sẽ không ảnh hưởng đến thị giác và chúng ta sẽ đo chính xác hơn. Thứ ba là thường các bạn hay nói là khi mà dân vẽ thì chuốt bút chì thì nó sẽ hơi nghệ nghệ, chứ không sử dụng đồ chuốt là như vậy. Mình hy vọng rằng các bạn cũng sẽ chuốt được bút chì một cách tốt nhất để hỗ trợ cho việc vẽ. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì có thể gửi tin nhắn cho mình để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ hơn và giải đáp những thắc mắc của các bạn. Lớp vẽ OS cùng vẽ ước mơ. Thank you.